Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh MC Tiến Phong Thích Nghe Chuyện nhé. Vào buổi tối hôm nay thì xin mời tất cả mọi người đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên, tập số 62. Bây giờ thì xin mời mọi người vào lắng nghe tập truyện và chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn và thoải mái. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 62. Trong Linh Sơn Phúc Địa Thái Hư Huyễn Cảnh, Khương Vọng khoanh chân ngồi. Chính thức phát hiện vấn đề thực ra là vào sau khi đuổi giết xà cốt diện giả. Hắn đã giết chết xà cốt diện giả, nhưng mà vào lúc kiểm kê lại chiến lợi phẩm sau sự việc lại bỏ qua Ôn Đinh. Nhưng nhìn từ kết quả sau đó đương nhiên là chuyện tốt. Ôn Đinh đó vô cùng nguy hiểm, rất có khả năng có thể làm vật tài cho Thánh Chủ Bạch Cốt Đạo ra tay từ xa. Nhưng với Khương Vọng mà nói, chuyện này kinh khủng ở chỗ sự bỏ qua của hắn. Hắn sao có thể bỏ qua Ôn Đinh? Tuy tính hắn không thể coi là cái gì cũng cẩn thận tỉ mỉ, cũng không thể gọi là túc trí đa mưu sâu xa, nhưng Ôn Đinh này trong lúc chiến đấu đã đem đến cho bản thân hắn phiền phức rất lớn. Hắn không nên, cũng không thể bỏ qua. Nhưng hắn đã thực sự bỏ qua. Chuyện này quá đáng sợ rồi. Dường như là trong ý thức còn có một ý thức khác quấy nhiễu suy nghĩ của hắn, hoặc là nói có một sự tồn tại nào đó có thể quấy nhiễu ý nghĩ của hắn. Bởi vì tồn tại khả năng này nên hắn không có bất cứ cách nào để cùng với bất cứ ai trao đổi về việc này. Cho dù lúc này trốn trong Thái Hư Huyễn Cảnh, cũng không thể chắc chắn rằng bản thân thực sự có một suy xét an toàn thanh tịnh hay là không. Nhưng đây đã là nơi ký thác duy nhất của hắn rồi. Đã không có sự trường sư trưởng tiền bối, lại không có quan hệ huyết thống lớn mạnh, cũng chỉ có Thái Hư Huyễn Cảnh thần bí khó lường này là có thể trông chờ một chút. Hắn ở trong Thái Hư Huyễn Cảnh suy nghĩ, để tránh ý thức bị ảnh hưởng, cũng chỉ có thể suy xét ở chỗ này. Trước hết, hắn chắc chắn chính mình tuyệt đối không phải là buồn lo vô cớ, sau đó lại xem xét bản thân tỉ mỉ một hồi, rốt cục là chỗ nào đã xảy ra vấn đề, chỗ nào có khả năng xuất hiện vấn đề, và sẽ là vấn đề gì. Đây là một quá trình đau khổ. Sau cùng hắn đem phương hướng nghi ngờ của mình đặt tại Thông Thiên Cung. Chính xác mà nói là trên người của Minh Trúc. Đây suy cho cùng cũng là đồ vật của Bạch Cốt Đạo. Hắn chưa từng thả lòng cảnh giác. Trước kia, ở trong trận tai nạn hủy diệt Thành Phong Lâm, Minh Trúc đã cho hắn một cảnh báo cực kỳ mãnh liệt. Hắn cũng đã có một khoảng thời gian nghi ngờ Minh Trúc phải chăng có linh trí của mình. Trước khi Thành Phong Lâm bị hủy diệt, tâm tình quán cực kỳ thấp thỏm, khẩn trương. Hiện giờ nghĩ đến, chẳng phải cũng là ảnh hưởng mà Minh Trúc gây ra. Lúc đó có thể khiến cho hắn căng thẳng, thì hiện tại khiến hắn bỏ qua cũng không hẳn là không thể. Dù hai lần ảnh hưởng này dường như đều là vì giúp hắn tránh khỏi nguy hiểm, kết quả cũng thực sự như vậy. Nhưng mà Khương Vọng tuyệt đối không đồng ý hành động của bản thân bị sự tồn tại kỳ lạ này quấy nhiễu. Lúc hắn còn nhỏ yếu, đã rất phản đối chuyện Diệu Ngọc dẫn dắt hắn. Dù hắn làm chuyện gì, đối diện với hậu quả, hắn đều hy vọng có lựa chọn của chính hắn. Sai hắn cũng nhận, nhưng mà tuyệt đối không muốn ai thay hắn lựa chọn. Nếu như nói vấn đề thực sự nằm ở Minh Trúc, vậy thì hắn không thể không đối diện một việc. Bản thân Minh Trúc là vì sự hấp dẫn của Bạch Cốt Đạo xuất hiện trong cơ thể hắn, cho đến bây giờ, nó đã cư trú trong Thông Thiên Cung của Khương Vọng lâu như vậy. Rốt cục là muốn làm gì? Chỉ ít là tạo căng thẳng đến khi hắn bỏ qua. Này dường như nói rõ, ảnh hưởng Minh Trúc có thể gây ra hiện đang tăng thêm. Suy nghĩ của bản thân bị ảnh hưởng bởi sự tồn tại thần bí, quả thực là một chuyện đáng sợ. Nhất là đối với thực lực hiện tại của Khương Vọng mà nói, dường như là rất khó đối phó với nguy cơ phương diện này. Hắn không thông qua Thái Hư Huyễn Cảnh xin giúp đỡ của Trọng Huyền Thắng, bởi vì một khi truyền ra bên ngoài, liền rất dễ dàng bị cảm giác đến. Cho dù là ở trong Thái Hư Huyễn Cảnh, đối với Khương Vọng mà nói, tự mình giải quyết vấn đề khó đã là một thói quen. Từ Trang Quốc đến Tề Quốc, đường dài vạn dặm, hắn một người một kiếm, không có một người nào có thể dựa vào. Dù có bao nhiêu gian nan, lựa chọn duy nhất của hắn cũng chính là đối diện. Đầu tiên loại ảnh hưởng này là trải qua biến đổi về mặt tinh thần. Khương Vọng rà soát bản thân, đạo thuật có thể gây ảnh hưởng tới tinh thần chỉ có Hoa Hải.
Nhưng mà bản thân Hoa Hải lại thiên về phương diện mộc độc chí huyễn, chứ không phải là đạo thuật chuyên về phương diện tinh thần. Kinh cức quan miện có thể xếp trên Hoa Hải, mà bảo vật có thể trợ giúp liên quan đến năng lực tinh thần, có thận châu giao, có thận châu giao dịch được từ Trúc Bích Quỳnh, có hồng trang kính lấy được từ Hồ Thiếu Mạnh. Ứng đối với hoàn cảnh khốn khó bậc này, đây là những lợi thế mà hắn hiện tại có thể dựa vào. Nhưng hắn hiểu rõ, Hoa Hải có lẽ không chịu nổi nhiệm vụ này. Dù sao phương hướng của môn đạo thuật này cũng không là tại chỗ này. Sau đó nếu gây ảnh hưởng thực sự là Minh Trúc, vậy thì giải quyết Minh Trúc sẽ là biện pháp trực tiếp nhất. Trực tiếp dùng đạo nguyên oanh kích Minh Trúc có lẽ là được, nhưng mà chỉ có thể xếp vào biện pháp cuối cùng. Bởi vì Minh Trúc dừng ở Thông Thiên Cung, tại Thông Thiên Cung làm chuyện đó quá dữ rồi. Lấy Thông Thiên Cung làm chiến trường, dù thắng hay là bại, kết quả đều không được lạc quan. Có thể tìm được biện pháp châm đốt Minh Trúc hay không? Minh Trúc tự động thiêu đốt qua, hơn nữa sau khi thiêu đốt thể tích đã thu nhỏ, ngọn nến đốt tới cuối cùng sẽ tan biến. Minh Trúc có lẽ cũng sẽ như vậy. Kéo dài sự việc của Minh Trúc đến sau này mới lại xử lý là đúng cách. Chẳng hạn như Khương Vọng hiện tại đã có thể thử đẩy thiên địa môn. Sau khi đẩy thiên địa môn ra thì lại là một thế giới mới. Sự tình hiện tại khó xử, đến lúc đó hắn chưa hẳn tính là khó khăn. Nhưng có một vấn đề ở chỗ Ảnh hưởng của Minh Trúc gây ra với thân thể hắn là đang mạnh hơn. Lại hiện tại mà nói, Minh Trúc khiến hắn tạm thời lơ là ổn định. Nhưng mà khi hắn nhìn thấy ôn linh, lại nghĩ tới, nói rõ loại lực lượng khiến hắn bỏ qua vẫn chưa tới cảnh giới đặc biệt mạnh. Nhưng mà nếu như lại tiếp tục mặc kệ, có phải sẽ là trực tiếp khiến cho Khương Vọng bỏ qua bản thân Minh Trúc hay không? Chỉ là nghĩ nghĩ lại khiến hắn không rét mà run. Muốn giải quyết vấn đề của Minh Trúc đương nhiên càng sớm càng tốt. Khương Vọng ở trong Linh Sơn Phúc Địa xếp hạng 30, xếp hạng 33 của Thái Hư Huyễn Cảnh, suy xét toàn bộ việc này một lần, cuối cùng đặt hy vọng vào Hồng Trang Kính. Nếu nói dưới điều kiện hiện tại của hắn, có cái gì có thể ở tại phương diện liên quan tới lực lượng tinh thần giúp được hắn, thì cũng chỉ có Hồng Trang Kính thần bí. Chuẩn xác mà nói, là thế giới trong kính, ở trong Hồng Trang Kính. Đối với đồ vật không rõ lai lịch này, hắn vốn dĩ sau khi càng nắm chắc tiến hành thăm dò, nhưng mà đến nay không thể không thử sớm một chút. Dù sao đối với Bạch Cốt Đạo và có Minh Trúc liên hệ trăm mối chẳng chịt, nhìn thế nào Hồng Trang Kính cũng là lương thiện hơn một chút. Quyết định đã hạ, liền không có gì phải do dự. Khương Vọng trực tiếp rời khỏi Thái Hư Huyễn Cảnh, sau đó lấy Hồng Trang Kính thận trọng tỉ mỉ dựng lên. Dùng đạo nguyên ôn dưỡng đã mấy ngày nay, ngược lại không sợ không cách nào có thể sử dụng. Có hai cách để tiến vào thế giới bên trong kính. Một loại là thân xác tiến vào, còn một loại là chỉ dùng thần hồn để mà tiến vào. Phương thức trước đó của người trước đó cũng chính là Hồ Thiếu Mạnh. Gã ta ẩn thân trong thế giới trong gương, chỉ lấy ảnh phản chiếu mê hoặc đối thủ. Khương Vọng thử nghiệm phương thức này trước, tâm niệm vừa động đã xuất hiện tại thế giới trong gương. Tất cả những gì nhìn thấy trước mắt chỉ có một mảnh trắng xóa, dưới chân đứng chỉ có một bước mặt đất. Mà cùng với việc xuất hiện tại chỗ này, hắn có thể cảm nhận được hắn đã khống chế một chút lực lượng nào đó. Tầm nhìn quán được mở rộng, nhưng một loại mở rộng tầm nhìn này không phải là ở bên trong kính mà là bên ngoài kính. Hắn ở thế giới trong kính, tất cả những gì nhìn thấy vẫn chỉ có xung quanh một bước mặt đất. Nhưng mà ở ngoài kính, tầm nhìn quán khuếch trương mở ra. Gian phòng hắn đang ở này nằm trong trấn Thanh Dương, ở phía sau trấn Sành. Hắn nhìn thấy việc chiếc bàn, trang trí của văn phòng này, thậm chí còn có một cành hoa hắn thường ngày hầu như là không chú ý tới, cắm trong bình, là cành mới cắt. Ra bên ngoài, hắn nhìn thấy Tiểu Tiểu vẫn đang cúi đầu chăm chỉ làm việc, thậm chí có thể thấy rõ nàng ta đang viết cái gì. Hắn nhìn thấy Trúc Bích Quỳnh đang ngồi ở một mình trong phòng, nắm phúc họa cầu, lặng lẽ rơi lệ. Bình thường nàng ta thoạt nhìn lạnh lùng vô cảm, lúc không có người lại không giống như vậy. Hắn nhìn thấy Trương Hải ở sau bếp không biết đang chơi đùa cái gì, đốt củi trong bếp đốt tới khói bay mờ mịt. Nhìn kỹ lại,
hắn ta lại đang dùng nồi nấu để tạm thời luyện đan. Hắn nhìn thấy Hướng Tiền. Hướng Tiền đột nhiên trợn mắt, có chút nghi ngờ nhìn qua bên này. Khương Vọng thu hồi tầm mắt. Hắn đại khái đã nghiên cứu rõ cách dùng thứ nhất của Hồng Trang Kính, chính là dùng thân để tiến vào thế giới trong gương, sau đó có thể dựa vào sức mạnh của Hồng Trang Kính mà quan sát cảnh vật xung quanh. Hắn thử nghiệm qua, cự ly này giới hạn hiện tại là chu vi một dặm. Khương Vọng thiết nghĩ, cự ly có lẽ cũng không cùng với không gian hắn hiện tại đặt chân có liên quan. Thời điểm thân thể ở trong thế giới trong gương, ở trong phạm vi một dặm, hắn vẫn có thể tạo ra ảnh phản chiếu thật giả lẫn lộn, hiệu quả ngang với Hồ Thiếu Mạnh sử dụng trước đó. Cách dùng này đương nhiên rất tốt, nhưng mà vô dụng với tình cảnh khó khăn mà Khương Vọng đang gặp phải. Hắn thăm dò một chút, phát hiện không đi ra ngoài được, cũng lại từ bỏ, lúc này rời khỏi thế giới trong kính. Tiếp đó liền thử nghiệm phương thức thứ hai, lấy thần hồn đi vào thế giới trong kính. Thần hồn tiến vào, thân thể vẫn nắm Hồng Trang Kính. Cái loại cảm giác này giống như là vừa không giống, cái loại cảm giác vừa giống lại vừa không giống như lúc đi vào Thái Hư Huyễn Cảnh. Tiến vào Thái Hư Huyễn Cảnh, Thái Âm Tinh Lực là cầu nối, thế giới bí ẩn rộng lớn kia là bờ sông. Qua cầu bên bờ, cảm giác kiên định, trong lòng ung dung. Nhưng mà thế giới trong kính của Hồng Trang Kính mà thần hồn tiến vào này, cảm giác đầu tiên của Khương Vọng là rét, giống như là mùa đông khắc nghiệt, tuyết lớn tung bay. Dựa vào hình thức xuất hiện của thần hồn, đã có một loại cảm giác nhanh chóng bị đông cứng. Trong gió lạnh gào thét, một âm thanh lạnh lùng như là đao đổi qua. Khả Liên Kiều Nhan Kính Tiền Lão, Hồng Trang Thiên Sát Kính Trùng Nhật, Lại Độ Phi Tuyết Kiếp. Khương Vọng phát hiện bản thân đã đặt mình vào một cánh đồng tuyết, đồng thời cảm nhận được đường về của thần hồn bị chặt đứt. Loại thể nghiệm thế này rất kỳ quái. Một phần ý chí tinh thần của hắn đang ở trong thế giới ngoài kính, còn phần khác thì ở trong kính. Nhưng lúc này, trong kính đã không thể quay trở về ngoài kính, trừ khén độ qua được cái phi tuyết kiếp quỷ quái này. Hay nói một cách khác, một khi hắn độ kiếp thất bại, một phần thần hồn này sẽ là mê thất ở đây. Đến lúc đó đừng nói là giải quyết phức tạp của Minh Trúc, có thể duy trì cái trạng thái hiện có cũng là hy vọng xa vời. Liên quan đến việc bù đắp tổn hại của thần hồn như thế nào, dựa vào đồ vật hắn hiện tại đang tiếp xúc mà nói, căn bản xa không thể tới. Hơn nữa Minh Trúc kia thực sự có vấn đề, thực sự có ý đồ gây ảnh hưởng, thay đổi suy nghĩ của hắn. Vậy thì đối mặt với một thần hồn bị thương không trọn vẹn, đến lúc đó sẽ có hậu quả không thể lường trước được. Trong tình huống thực lực và tài nguyên đều không đủ để phá vỡ cục diện, hắn chỉ có thể mạo hiểm một lần thăm dò Hồng Trang Kính. Nhưng mà tiến vào lại gặp tai kiếp. Thời lai thiên địa, giai đồng lực, vận khứ anh hùng, bất tự do. Nếu Khương Vọng biết Hồ Thiếu Mạnh có được Hồng Trang Kính nhiều năm như vậy vẫn luôn không dùng thần hồn để tiến vào thế giới kính, thì có lẽ hôm nay hắn đã cẩn thận hơn nhiều. Nhưng đời nào có chữ nếu chứ. Hồng Trang Kính chính là giết được người, nên cũng không ai có thể nói hắn sẽ phải kiêng kỵ điều gì. Hồng Trang Kính chính là giết người đoạt được, nên cũng không có ai nói hắn sẽ phải kiêng kỵ điều gì. Cho nên hắn chưa có thể ứng kiếp. Một mình Khương Vọng lặn lộn ở trên tuyết nguyên mênh mông, hứng chịu những cơn gió lạnh thấu xương. Nhưng mà ý nguyện của bản thân hắn càng thêm vững chắc. Trước này hắn không thiếu quả quyết, thần hồn dù đã lún sâu vào chẳng hề do dự, chút toàn bộ lực lượng thần hồn vào thế giới trong Hồng Trang Kính. Nếu đã phải ứng kiếp thì không thể lưỡng lự. Hắn không biết thứ gọi là phi tuyết kiếp này là gì, nhưng mà nghĩ có lẽ lực lượng thần hồn không trọn vẹn thì nhất định không thể độ qua. Nếu thần hồn bị thương ngay lúc này thì còn có gì nói đến tương lai. Hắn không có nơi nào, cũng không có ai để mà cầu cứu. Khương Vọng vốn rất liều lĩnh, nhất là khi đối mặt với nguy hiểm. Dù là thần hồn câu diệt, hay là thân tử đạo tiêu, hoặc là gặp kiếp, phá kiếp. Gió tuyết lại lạnh hơn. Thế giới đầy tuyết mênh mông vô tận, từng cơn giá lạnh như là xé nát con người ta ra. Khương Vọng vận chu tức luyện thể quyết, dùng mảnh thần hồn này mô phỏng hiệu quả chu tức luyện thể ở trong thế giới tuyết nguyệt. Trong thân thể do thần hồn cô đọng lại, ở bên trong giống như là sinh ra một lò lửa, hơi nóng khiến cho cơ thể ấm áp, dễ chịu.
cái lạnh tạm thời bị xua đi. Thế giới dường như là lấy nơi thần hồn cô đọng thành thân thể làm biên giới. Một bên giá lạnh, còn một bên ấm áp vô cùng. Ngay lúc này, tư duy gần như đã bị đông cứng của Khương Vọng, giờ đây lần nữa lại thấy được sự sinh động. Hắn bắt đầu suy xét đến con đường thoát khỏi Tuyết Nguyên này. Nhưng mà bốn bờ mênh mông, không thấy đâu là bến bờ. Vô luận trước sau hay là trái phải, toàn bộ đều không nhìn thấy điểm cùng. Ngay cả một cái cây cũng không có, tất cả đều là núi và tuyết, cũng chẳng có dấu hiệu gì. Nhìn lên bầu trời, trong xanh như nước, giống một tấm thủy kính khổng lồ không tì vết ngăn ở trên trời. Không có mây, mặt trời cũng không thấy mây, chẳng biết ánh sáng đến từ nơi nào. Nhưng mà vấn đề thực sự nằm ở chỗ không có mặt trời, nên cũng không biết được phương hướng. Khương Vọng thi triển đạo thuật truy tư, nhưng mà truy tư thảo huyễn hóa ra thực lâu cũng không thể ngưng tụ thành hình. Phiền phức thật rồi. Nhưng hắn không hề nhụt chí. Dùng kinh nghiệm trải qua có thể phán đoán, phi tuyết kiếp tồn tại trong Hồng Trăng Kính chắc hẳn là một loại khảo nghiệm, mà kết quả của nó có thể tương đương với trình độ khống chế Hồng Trăng Kính. Đã là khảo nghiệm thì nhất định sẽ không phải tử kiếp. Nếu như nói ai thu được Hồng Trăng Kính thì Hồng Trăng Kính liền muốn giết chết người đó. Vậy nó cũng không cần dùng hình thức này mà phát động kiếp. Có lẽ là vốn dĩ không có phương hướng, không có đường ra. Hoặc là nói, đường ra ngay tại đây, không cần dùng cũng không cách nào có thể tìm kiếm. Trong lòng Khương Vọng đột nhiên hiểu. Hắn đặt một đóa diễm hoa xuống mặt đất, thì mặt tuyết biến đổi, ở bên dưới là một lớp đất khô cứng. Khương Vọng dẫm nhẹ xuống dưới, phát ra tiếng vang, bang bang. Lớp đất đông cứng ở như mặt trống, âm thanh nghe vô cùng nặng nề. Hắn cứ đứng nguyên tại chỗ như vậy, bắt đầu tỉ mỉ trải nghiệm sự huyền bí của chu tước luyện thể quyết. Chu tước ở phía nam, thuộc hỏa trong ngũ hành. Hắn chuyên tu hai hệ hỏa, mộc, có chút tâm đắc với hỏa đạo. Lửa vô cùng nóng và hung hãn, cũng có thể đại diện cho ấm áp và ánh sáng. Muốn dùng thế nào thì là do bản thân. Lúc này hắn chính đã lấy lửa sưởi ấm, đối kháng với phi tuyết kiếp giá lạnh. Không biết qua được bao lâu, từ bầu trời xanh thắm như là gương sáng, có những phiến hoa tuyết to bay xuống. Khoảng cách giữa chúng xa, nên cũng không phải là một cơn mưa tuyết quá dày. Khương Vọng đưa tay đón lấy một phiến, nhịn không được run lên, cảm thấy cái lạnh xuyên thấu vào trong xương cốt. Những phiền toái, những phiến hoa tuyết rơi xuống khiến cho Tuyết Nguyên lạnh lẽo hơn rất nhiều, giống như có thể trực tiếp đóng băng thần hồn. Phi tuyết kiếp, kiếp nạn tuyết bạch. Tốt nhất là không chạm đến những hoa tuyết đó, Khương Vọng nghĩ thầm. Hắn ngửa đầu lên, nhìn thẳng lên bầu trời, nhìn gương trời xanh thẳm, phảng phất đang soi chiếu thứ gì đó, nhìn tuyết lớn vô tình bay qua. Giữa đất trời chỉ có mình hắn. Hắn động, tay phải làm kiếm, múa ra những đường kiếm vô cùng chân thật. Cả cơ thể nhẹ nhàng bay lượn ở dưới trời tuyết, chẳng có một phiến nào tiếp xúc được với hắn. Tuyết rơi xuống càng nhanh, mật độ càng dày thêm, Khương Vọng cũng chuyển động nhanh hơn. Trong nhất thời, trong cả thế giới tuyết chỉ còn lại hình bóng Khương Vọng đang múa kiếm, mà tuyết lớn đang rơi, hoa tuyết trắng bay lả tả, rơi xuống càng dày. Kiếm quang thoáng trái rồi lại phải, lâm vào ác chiến. Thế kiếm như là phù diện kinh xương, hắn xem tuyết là kẻ địch. Chẳng biết qua bao lâu, tuyết rơi dày đặc đến không còn thời gian để, không gian để né tránh. Một đóa diễm hỏa nở trên đỉnh đầu Khương Vọng, hòa tan hoa tuyết. Một phiến hoa tuyết tan thành một bóng nước, nhắm đầu trút xuống. Trong lòng Khương Vọng biết nước này tuyệt đối không thể đụng, vội vàng tránh người qua. Hai tay hắn bấm quyết không ngừng, nhưng mà dây leo xanh như là những con rắn chui ra từ lòng đất, sau đó quặn lại ở phía trên đỉnh đầu hắn. Sử dụng đằng xà chiến bích làm mái chắn, phải chăng có thể tránh được gió tuyết? Rất nhanh đã có đáp án. Dường như là ngay khi hoa tuyết vừa bay xuống, đằng xà chiến bích liền tiêu tan thành nguyên khí hệ mộc. Phi tuyết kiếp này hình như khắc chế đạo thuật. Đương nhiên, cũng có thể bởi vì đạo thuật phòng ngự Khương Vọng thông thạo không đủ mạnh mẽ. Nếu sử dụng pháp thuật cũng không được. Khương Vọng dứt khoát ngồi xếp bằng xuống, thanh long luyện thể, mộc đạo sinh cơ bừng bừng. Chu tức luyện thể,
hỏa đạo khởi nguồn sinh mệnh, bạch hổ luyện thể, kim đạo sát phạt quyết đoán, huyền vũ luyện thể, thủy đạo dung nạp vạn vật, sinh sát luân chuyển, tứ linh giao hội. Mà phi tuyết kiếp tựa như là vĩnh viễn không ngừng. Thời gian trôi qua, không gian đổi rời, đều cần có vật tham chiếu thì mới có thể thể hiện. Trong tuyết nguyên tĩnh lặng, vĩnh hằng bất biến này, thời gian và không gian đều giống như là đã mất đi ý nghĩa. Thoạt đầu hắn còn có thể nghe được tiếng gió, vẫn cảm nhận được những hoa tuyết kia dù rất mềm mại, nhẹ nhàng. Dần dần hắn không nghe, không cảm giác được gì, không vọng biến thành một người tuyết. Tuyết rơi càng dày, từ từ vùi chôn hắn. Hắn hòa thành một thể với tuyết nguyên, tự nhiên là hắn cũng là một phần của nó vậy. Có lẽ những tôn thần, thần hồn bị vây hãm ở trong tuyết nguyên này cũng chính là một phần của phi tuyết kiếp. Hiện tại, Khương Vọng cũng sắp thành một trong số đó. Người đầu tiên phát hiện vấn đề là Tiểu Tiểu. Nàng ta tìm Khương Vọng để báo cáo sự việc trên trấn. Phần lớn nàng đều có thể tự xử lý. Còn những việc liên quan đến Gia Thành và Tứ Hải Thương Minh thì cần có quyết định từ Khương Vọng. Nhưng mà Khương Vọng vào phòng suốt 10 ngày, chưa thấy bước ra. Người tu hành bế quan không biết ngày tháng vốn là chuyện bình thường. Nhưng mà Khương Vọng không có thông báo trước. Mà dịch hạch ở trấn Thanh Dương đến giờ vẫn chưa hoàn toàn khỏi. Không phải là lúc có thể yên lòng mà bế quan. Tới ngày thứ 10, Tiểu Tiểu không nhịn được nữa nên trực tiếp đẩy cửa vào phòng. Nàng ta lại xem như là thị nữ bên người bên mình của Khương Vọng. Là người duy nhất tại trấn Thanh Dương có thể chưa được phép mà tiến vào phòng Khương Vọng như là không gây hiểu lầm. Suy cho cùng thì Tiểu Tiểu đã dọn dẹp phòng ở cho Khương Vọng rất nhiều lần. Nhìn thấy trên tay Khương Vọng cầm một tấm gương, cả người cứng đờ ngồi trên giường. Nếu như không phải là sau khi thăm dò, nghe được nhịp tim thấp thoáng của hắn, thì nàng ta gần như là bị dọa đến hồn phi phách tán. Tiếng tim đập rất nhỏ yếu, chậm chạp, nhưng mà dù sao vẫn còn tồn tại. Nàng ta nhận ra có lẽ việc tu hành của Khương Vọng xảy ra vấn đề, nhưng hoàn toàn không biết xử lý như thế nào, cũng không biết bắt đầu từ đâu. Suy đi nghĩ lại, Tiểu Tiểu lặng lẽ đi tìm Trúc Bích Quỳnh. Vốn dĩ trong những tu sĩ siêu phàm còn lại của trấn Thành Dương, hai tên tu sĩ y đạo do Trọng Huyền gia phái đến, hắn nên có tác dụng lớn ở trong tình huống này. Nhưng mà Tiểu Tiểu không quen biết bọn họ, nên không thể nào tin tưởng, thậm chí là cũng chưa hoàn toàn tin tưởng Trọng Huyền gia. Trước đây Trọng Huyền gia còn có một lão già đối nghịch với Khương Vọng, bị hắn một trường đánh bay, nàng ta vẫn còn nhớ rõ mồn một. Nếu như hai tên tu sĩ y đạo này mà nảy ra ý xấu. Trong ba tu sĩ siêu phàm bên cạnh Khương Vọng, Trương Hải tuy rằng luyện đan đến gần như làm si mê, nhưng mà suy cho cùng thì cũng coi như là biết chút y lý. Nhưng mà trong suy nghĩ của Tiểu Tiểu, một người trong lòng chỉ có cách thần đan xa vời kia, có lẽ sẽ không có đủ trung thành với Khương Vọng. Trong lúc mấu chốt thế này, không thể tin tưởng và giao phó. Còn Hướng Tiền thì càng không cần phải nghĩ. Hướng Tiền cách đây không lâu chất vấn Khương Vọng trước mặt mọi người, vì thay cho rằng hắn không nỗ lực hết mình với trấn Thành Dương. Tính cách Tiểu Tiểu rất là cảnh giác, không đủ niềm tin với thế giới này, cho nên lựa chọn xin Trúc Bích Quỳnh giúp đỡ là bởi vì hai lý do. Thứ nhất là nàng đang học võ nghệ với Trúc Bích Quỳnh, bản tính Trúc Bích Quỳnh cũng tương đối ngây thơ, hồn nhiên. Thứ hai, nàng ta biết quan hệ lợi ích giữa Trúc Bích Quỳnh và Khương Vọng không quá lớn. Bản thân Trúc Bích Quỳnh cũng không phải là người thấu hiểu, rất thiếu tài nguyên, khả năng tạo thành nguy hiểm là rất thấp. Đây là lựa chọn nàng ta cho rằng an toàn nhất sau khi cân nhắc. Nhưng Trúc Bích Quỳnh nhìn thấy hiện trạng của Khương Vọng cũng hơi cùng đường hết cách. Nàng ta thử độ đạo nguyên cho Khương Vọng, cho hắn dùng đan dược củng cố căn bản của Điếu Hải Lâu, nhưng mà chẳng có chuyển biến gì. Khương Vọng trước sau đều ngồi ở đó như là pho tượng vậy. Dù sao Trúc Bích Quỳnh cũng là tu sĩ thông thiên cảnh, biết không thể động đến tấm gương nắm ở trong tay Khương Vọng, nhưng mà ngoài chuyện đó ra thì cũng không biết làm sao mới được. Thế Trúc Bích Quỳnh cũng bó tay. Tiểu Tiểu càng đứng ngồi không yên, không thể không hỏi, có cần đi mời tu sĩ y đạo không? Nghĩ đến có Trúc Bích Quỳnh bảo hộ ở bên cạnh, an toàn của Khương Vọng có thể được đảm bảo. Đây không phải vấn đề tu sĩ y đạo có thể giải quyết. Trúc Bích Quỳnh lắc đầu, chỉ tấm gương nhỏ trong tay Khương Vọng này. Hiện tại hắn bị giam trong tấm gương này,
Ta chưa hiểu rõ tình trạng nên không dám tùy tiện tiến vào, sợ biến khéo thành vụng. Với tình hình hiện tại, hắn chỉ có thể dựa vào bản thân mà thoát ra. Tự ngài ấy có thể thoát ra sao? Tiểu Tiểu nóng ruột, nhưng rất nhanh lại nói, có thể, nhất định lão già có thể. Ừ, Trúc Bích Quỳnh nói, trong thông thiên cảnh, Khương Vọng là tu sĩ mạnh nhất ta đã từng thấy. Nàng ta cũng không biết điều này có giúp ích được gì cho việc thoát khỏi tấm gương không, nhưng mà tóm lại cũng là một sự an ủi, cho dù đối với Tiểu Tiểu hay là chính bản thân mình. Cứ chờ ở đây cũng vô dụng, chúng ta ra ngoài rồi lại tiếp tục nghĩ cách. Liên quan đến lĩnh vực siêu phàm, Trúc Bích Quỳnh mới là người hiểu sâu, cho nên nàng ta có vẻ thành thục hơn. Còn Độc Cô Tiểu đã hơi mất bình tĩnh. Mở cửa phòng ra, hai người đều giật mình, bởi vì hướng tiền ngay ngoài cửa rất rõ ràng. Độc Cô Tiểu âm thầm mời Trúc Bích Quỳnh ra xem Khương Vọng, không muốn để bất cứ ai biết được có gì bất thường, nhưng không thể giấu được ý. Khương Vọng có chuyện gì rồi? Hướng Tiền tiếp tục hỏi. Bầu không khí lập tức căng thẳng. Tiểu Tiểu cắn môi không nói. Trúc Bích Quỳnh cũng ngầm chuẩn bị huyễn thuật. Nhìn dáng vẻ cảnh giác của các nàng, Hướng Tiền mới phản ứng lại. Y lui về sau, biểu hiện mình không có định ý. Sau đó trực tiếp quay người, đưa lưng về cửa phòng. Không lo có bẩn hay là không, mà cứ đặt mông ngồi xuống mặt đất. Độc Cô Nương. Y đưa lưng về phía Tiểu Tiểu và Trúc Bích Quỳnh nói. Ở đây, ngươi là người Khương Vọng tin tưởng nhất. Từ hôm nay trở đi, ta canh giữ ở chỗ này. Ai có thể vào, ai không thể vào, do ngươi định đoạt. Hướng Tiền là người không giỏi biểu đạt cho lắm, trừ những trường hợp nản lòng thoái chí, khuyên người ta buông bỏ. Khi Tiền quản sự của Tứ Hải Thương Minh đến chất vấn, y cũng chỉ nói một câu. Thực ra là vì y cảm thấy giải thích cũng chả có ý nghĩa gì. Y không nghĩ rằng Khương Vọng sẽ tin tưởng mình, hoặc là chọn tin tưởng y trước áp lực từ Tứ Hải Thương Minh. Cho nên việc y giải thích một câu như vậy, có lẽ là bởi vì đứa trẻ ăn quả trứng gà kia, vì nụ cười của nó. Y thực sự không ngờ rằng Khương Vọng không hề do dự mà đã gánh vác chuyện này, thậm chí không trách mắng lên một câu. Ngay cả người hoàn toàn không liên quan như là Trương Hải cũng là ngấm ngầm hoặc là công khai oán trách y kia mà. 200 viên đá đạo nguyên nói là bồi thường kia, sao lại không phải là tin tưởng y? Lúc đó ngay cả một câu tạ ơn Hướng Tiền cũng không nói, cũng không có lập tức biểu hiện ra quyết tâm gì. Nhưng mà giờ y ngồi ở đây, biểu thị quyết tâm của bản thân. Tiểu Tiểu trố mắt cả buổi, nói, ừ. Có lẽ mọi thứ bắt đầu với hỗn độn, kết thúc cũng đều quay về hỗn độn. Linh hồn giống như là đã kết thành băng, mỗi một ý nghĩ đều chậm chạp và gian nan, nặng nề. Khương Vọng đã quên đi rất nhiều chuyện, từ từ đã không còn nhớ mình thuộc về đâu, sao lại đến nơi này và là đang muốn đi về đâu. Trái tim Khương Vọng rất nặng, nó muốn chậm dần lại, nhưng nếu cứ chậm nữa là sẽ chìm vào giấc ngủ say. Hắn rất mệt mỏi, giống như là dây cung đang căng cứng, không có một phút giây nào được thư giãn. Không cố gắng được nữa, hắn muốn ngã xuống, không lo lắng thêm gì nữa, cứ vậy mà ngã xuống. Nhưng mà chẳng biết tại sao, nội tâm vẫn luôn có sự kháng cự đang phảng phất ở đâu đó. Ta đang kháng cự vì điều gì? Hắn khó nhọc suy nghĩ. Ca ca, chúng ta còn về nhà sao? Chúng ta không còn nhà nữa rồi. Vậy Nhữ Thành ca, Lăng Hà ca, A Trạm ca, đại sư đệ Đường Môn, với cả tiên sinh, bọn họ vẫn còn chứ? Ca ca không biết, có lẽ bọn họ đã chạy thoát, chỉ là không chừng không cùng một hướng với chúng ta. Ồ, vậy chúng ta có thể tìm bọn họ. Thế giới này quá lớn, một khi thất lạc nhau rồi, có thể vĩnh viễn cũng không tìm thấy đâu. Thế vậy đợi muội lớn lên, muội sẽ đi tìm cùng với ca. Được. Ca. Ca ca ở đây. Ca ca ở đây. Ca ca dắt muội đi tìm bọn họ đi. Nếu như thần hồn đã là một mảng tối đen, như vậy nơi sâu trong thần hồn lại có một đốm lửa bất diệt đang thì thầm nho nhỏ. Ánh lửa đó mờ nhạt. Ca ca ở đây. Ca ca dắt muội đi. Ánh lửa lập lòe, dãy rủa, nhưng lại lung lay sắp tắt, giống như là bất cứ một lúc nào cũng có thể tắt đi.
nhưng mà kỳ lạ là nó vẫn luôn bùng cháy. Đây là ngọn lửa nhen nhóm đầu tiên. Ý chí nó đanh thép và cố chấp như một tảng đá. Phía trước không người, phía sau không vật, tự mình chống đỡ. Cứ như vậy mà rung rinh, trực đổ, nhưng mà quyết không bao giờ thôi bùng cháy. Cháy lên, cháy nữa lên. Nếu không có Khương lão gia, sao chúng ta có thể sống được đây? Vĩnh viễn sẽ không quên đi đại ân đại đức của Khương vọng lão gia. Cầu xin ông trời để cho Khương công tử vĩnh viễn lưu ở trấn Thanh Dương đi. Đạo tôn trên trời, tín nữ cầu phúc vì Khương lão gia, chỉ mong ngài ấy được mãi trường sinh, vĩnh hưởng phúc bảo. Không biết những âm thanh từ nơi nào truyền tới, vang vọng khắp trên thế giới. Hoặc là chúng vẫn còn tồn tại, chỉ là trong thế giới của Hồng Trang Kính mới hiện ra rõ ràng như vậy. Xưng hô thay đổi liên tục, nhưng mà đều bay đến trong tai của Khương vọng. Có một giọng trẻ còn cầu nguyện như thế này: Khương Bồ Tát, chúc ngài thân thể khỏe mạnh. Thuở ban đầu thế giới này là một màu đen kịt, sau đó có lửa cháy lên, rồi đến ánh sáng soi rọi. Lửa là nguồn khởi nguồn của sinh mệnh. Loài người dùng lửa nấu chín thức ăn, dùng lửa xua tan giá lạnh, dùng lửa để chiếu sáng màn đêm. Vô số lời cầu nguyện là vô số ánh sáng. Đốm sáng sâu trong thần hồn Khương vọng dường như là đang từ từ lớn mạnh, cuối cùng không còn lung lay sắp tắt nữa. An an. Suy nghĩ của Khương vọng bắt đầu gian nan chuyển động. Ngũ giác dần dần thức tỉnh. Sau cùng, có một giọng nói vang lên từ sâu trong tâm hồn: Chủ nhân phúc địa Tuyền Nguyên Động đã xác định khiêu chiến, có muốn ứng chiến không? Trong lòng Khương vọng bừng tỉnh, đã là 15 tháng 7, lại đến thời gian khiêu chiến phúc địa trong Thái Hư Huyễn Cảnh. Tâm nghĩ liền động, tốc độ đó nhanh hơn cả âm thanh, lôi điện. Nhưng mà Khương vọng dốc hết sức cố gắng, rốt cục suy nghĩ của mình mới thành. Ứng chiến. Trong nhà mắt hơi lạnh khắp mọi nơi của thái âm tinh lực bao trùm đến, thần hồn trực tiếp bị đưa vào trong Thái Hư Huyễn Cảnh, xuất hiện trước mặt đối thủ khiêu chiến phúc địa lần này. Thần hồn vừa thả lỏng, tất cả các cảm giác giá lạnh, cứng đờ, uể oải, tê cứng cũng đã biến mất. Sau đi, mất đi mới hiểu rõ, trạng thái vốn có của thần hồn tự do là tốt đẹp biết bao. Thậm chí Khương vọng chưa kịp thấy rõ dáng vẻ của đối thủ, đã vội vàng nói: Cảm ơn ngươi. Rồi trực tiếp nhận thua, rời khỏi Thái Hư Huyễn Cảnh, chỉ để đối thủ lại đó cùng với sự ngạc nhiên, ngơ ngác. Thần hồn khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, xuất hiện trên thế giới Tuyết Nguyên ở trong Hồng Trang Kính. Trong thần hồn của chín đại tinh hà đạo toàn cùng nhau chuyển động, giờ ngươi là có sức mạnh không giới hạn bắt đầu dâng trào. Khương vọng mở to mắt, xông lên tận trời cao từ dưới lớp tuyết dày cộm. Chỉ thấy tuyết trắng ngần ở dưới chân cùng với bầu trời xanh như được gột rửa. Tuyết đã ngừng. Phi tuyết kiếp tiêu. Âm thanh như lạnh lẽo thấu xương, hình như đang thở dài. Hồng nhan vị lão. Bắt đầu từ dưới chân Khương vọng, tuyết trắng mênh mông dần dần tan biến, hòa cùng với đất cứng, gió xuân nổi lên, cỏ cây nảy mầm, vui sướng đồng được. Thần hồn Khương vọng vừa chuyển, đã trở lại trong thế giới hiện thực. Chưa kịp làm quen với thân thể cứng ngắc đã lâu, hắn đã chìm vào trong một loại cảm xúc ngỡ ngàng, như có mất mát, lại như được đến gì. Cuối tháng 6 tiến vào Hồng Trang Kính đến nay đã là 15 tháng 7. Hắn đã ở trong phi tuyết kiếp suốt 20 ngày. 20 ngày lẫn đêm. Nếu như không phải hắn có nghị lực và cố chấp vô hạn, thì với lực lượng của hắn hiện nay, e rằng ngọn lửa thần hồn sớm đã bị dập tắt trong phi tuyết kiếm. Nếu như không phải là cả mấy chục ngàn bách tính của trấn Thanh Dương luôn tâm niệm hướng về, cùng với thứ có thể gọi là phúc báo, công đức, tầm bổ và chống đỡ thần hồn, thì hắn đã không cách nào có thể kiên trì lâu đến như vậy. Cuối cùng mới đợi được đến ngày khiêu chiến phúc địa, đợi đến Thái Hư Huyễn Cảnh thần bí khó dò phát ra yêu cầu ứng chiến. Từng miếng ăn giấc ngủ đều là thành quả lao động, mọi mong nguyện đều có kết quả của nó. Khương vọng bàng hoàng trong chốc lát, rồi mới bắt đầu động đậy thân thể. May sao chín đại tinh hà đạo toàn vẫn luôn chuyển động, triển tinh linh xà cũng chưa từng nghỉ ngơi,
Nhưng mà thực tế thứ hắn có thể để ý nhất chính là ngọn minh trúc kia. Khoảng thời gian này cũng thành thực ở nguyên một chỗ, không có di chuyển. Trong nháy mắt, Khương Vọng đã khôi phục khống chế đối với thân thể. Bước chân đầu tiên xuống giường, xương cốt phát ra một tiếng rộp rộp. Đến bước thứ hai thì thân thể đã thích ứng được. Ầm một tiếng, Hướng Tiền phá cửa xông vào, nhìn thấy Khương Vọng đang đứng ở trước giường, y chớp chớp đôi mắt thản nhiên nói: "Vẫn còn sống à?" Rồi xoay người rời đi. Trong nháy mắt, kiếm khí mãnh liệt bộc phát phá cửa, khiến cho Khương Vọng cũng ngỡ ngàng. Hắn luôn kỳ vọng rất cao đối với Hướng Tiền, nhưng mà bây giờ mới nhận ra hình như là bản thân còn đang đánh giá thấp người này. Hắn lắc lắc cổ, cười nhếch môi nói: "Điểm cuối cùng của ta không phải ở tại đây." Sau khi biết được tin tức Khương Vọng đã tỉnh, Độc Cô Tiểu, Trúc Bích Quỳnh, Trương Hải lần lượt tìm tới. Khương Vọng nói chuyện với bọn họ, đại khái đã hơi hiểu rõ trên trấn trong khoảng thời gian này, lại là tự nhốt mình trong phòng một lần nữa. Nếu vì tuyết kiếp đã thử thách, vậy sau khi vượt qua chắc chắn phải có thu hoạch. Nhưng mà Hồng Trang Kính nếu không ra, cho nên Khương Vọng. Nhưng Hồng Trang Kính không có nêu ra, cho nên Khương Vọng chỉ có thể tự mình mà mò mẫm. Hắn dùng nhục thân tiến vào Hồng Trang Kính, phát hiện không gian trong thế giới kính quả nhiên là đổi lớn, biến thành một vòng tròn đường kính 5 bước. Ở bên ngoài vòng vẫn là một mảng mây đen mù, không thể vượt qua. Còn bên trong thì có thể hoạt động tự do. Mà phạm vi Hồng Trang Kính có thể dò xét cũng khuếch trường tối đa lên đến 5 dặm. Ảnh phản chiếu do Hồng Trang Kính chế tạo cũng có thể xuất hiện trong phạm vi này. Rõ ràng có thể thấy, phạm vi dò xét của Hồng Trang Kính cũng có sự thay đổi tương quan với không gian. Chiếm cứ nhục thân trong thế giới kính, ước chừng là một bước chính là một dặm. Hắn dự đoán nếu lại dùng thần hồn tiến vào Hồng Trang Kính, tình huống cũng sẽ khác trước. Nhưng mà bản thân hắn nào có gan có thể thử nghiệm như vậy. Sợ rằng đi vào thì lại đương đầu với một kiếp nữa. Đây chính là tầm quan trọng của danh sư vọng tộc. Có thể chỉ dẫn lối đi đúng đắn ở trên con đường tu hành. Những pháp khí cần dè chừng, có mối nguy hiểm cũng đều là cho đệ tử, tránh cho người tu hành tự đâm đầu và chết. Bây giờ nói những thứ này cũng vô ích. Khương Vọng không quên mục đích ban đầu tiến vào thế giới Hồng Trang Kính. Hiệu quả của Hồng Trang Kính biến mạnh, nhưng mà dường như kết quả không thay đổi, cứ như là một chuyện vô bổ vậy. Nhưng mà Khương Vọng luôn cảm thấy những thay đổi phi tuyết kiếp mang đến cũng không phải chỉ đơn giản như vậy. Hoặc là thu hoạch sau khi trải qua phi tuyết kiếp cũng không chỉ vẹn vẹn bên trong Hồng Trang Kính. Vậy thì hắn xem xét kỹ lại chính mình. Trong thế giới hiện thực trôi qua 20 ngày, còn phi tuyết kiếp thế giới tuyết nguyên trong kính dài đằng đẵng không biết là mang đến cho hắn điều gì. Phi tuyết kiếp tác dụng lên thần hồn, như vậy thì đương nhiên thành quả cũng phải nằm tại thần hồn. Khương Vọng bấm đạo quyết, tung hoa hải ra. Thường ngày tổ hợp chuyên dùng của hắn là trộn lẫn diễm hoa và hoa hải, để cho huyễn hoa che phủ diễm hoa, khiến cho môn đạo thuật tạo hoàn cảnh chiến đấu hoa hải này cũng có được lực sát thương. Nhưng mà bây giờ một đóa huyễn hoa nở ra, gần như là chạm đến bàn tay lại biến thành diễm hoa nổ ầm ầm. Trước khi hoàn toàn nổ tung thì Khương Vọng đưa tay dập nó thành huyễn hoa tan biến trong lòng bàn tay. Sự biến ảo giữa huyễn hoa và diễm hoa cùng trôi chảy như là ý, gần như là trở vô trở ngại, khiến cho tổ hợp hoa hải và diễm hoa đạt được hiệu quả thực hư đan sen thực sự. Chỉ cần mài giũa thêm một chút sẽ trở thành một môn đạo thuật vượt trội hơn lúc trước, đặt tên là diễm hoa chi hải. Việc này đã thể hiện điều gì? Khống chế huyễn tượng càng thành thạo sao? Bản chất của nó có phải là sự lớn mạnh của lực lượng thần hồn? Khương Vọng suy nghĩ. Hắn vẫn luôn có một số suy tưởng về Minh Trúc, nhưng mà bởi vì thực lực hạn chế cho nên chưa thể hình thành. Đương nhiên không thể dùng diễm hoa đốt Minh Trúc trong Thông Thiên Cung, mà nếu không dùng diễm hoa dạng vật chất, vậy lửa thần hồn thì sao? Thần hồn đi lại trong Thông Thiên Cung, ngay cả thiên địa môn cũng không ngăn cản được nó. Trước đây đương nhiên hắn không làm được, nhưng mà giờ đây thì ngại gì mà không thử. Lực lượng thần hồn trước kia nhất định không thể, nhưng mà sau khi độ qua phi tuyết kiếp thì chưa chắc được. Tuy hắn không có đạo thuật liên hệ lửa thần hồn, nhưng mà nếu lấy hình thức diễm hoa tạo dựng thì sao? Hắn thuộc lòng mọi chi tiết của diễm hoa, đó là đạo thuật hắn nắm bắt thành thục nhất ở Thành Phong Lâm, vẫn luôn luyện tập và sử dụng cho tới nay chưa từng buông lỏng. Hiện tại chỉ thay thế sức mạnh đạo nguyên thành sức mạnh thần hồn là xong, chưa chắc là không khả thi. Tinh thần của Khương Vọng chìm sâu vào Thông Thiên Cung, dùng thị giác của tinh thần chăm chú nhìn Minh Trúc.
dường như là đạo mạch chân linh tiên truyền linh tinh xà có linh cảm gì đó, mắc trong một tinh hà đạo toàn không chuyển động. Mà Minh Trúc cũng bất động, hình như là cũng không có biến đổi gì. Khương Vọng thử cảm nhận được lực lượng thần hồn của mình. Nếu như thần hồn của mình nếu là lúc trước chắc chắn uổng công, nhưng mà bây giờ lại có một sự thay đổi thần kỳ. Dùng một ít sức mạnh thần hồn làm mồi lửa, dùng cách thức diễm hoa thôi động. Có lẽ quy tắc cấu tạo và lửa thần hồn khác với diễm hoa, nhưng mà phương thức cấu tạo diễm hoa vẫn là ở chỗ hoa thuộc hệ hỏa tự nhiên sinh thành. Cũng chính là nói, Khương Vọng chỉ cung cấp phương hướng hoặc là mồi dẫn, sức mạnh thần hồn sẽ là tự nhiên mà dựng dục. Một ngọn lửa màu đỏ được sinh ra, sinh bên trong thông thiên cung. Màu sắc thuần khiết, cực nóng, giống như là quyết tâm thiêu cháy mọi thứ, không muốn cùng tồn tại với bất cứ thế lực hắc ám nào. Khương Vọng điều khiển nó, chậm rãi đến gần Minh Trúc. Minh Trúc sáng lên. Lần đầu tiên nó bị Khương Vọng thắp cháy, chứ không phải là tự cháy. Đúng là tâm hỏa điểm Minh Trúc. Minh Trúc tan chảy với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Đồng thời cũng giống như là lúc trước, một đạo thuật chợt hiện lên ở trong lòng. Lần này là bạch cốt đã bí thuật âm dương đạo ảnh. Sau khi thêm bí thuật này thì sử dụng bất cứ đạo thuật nào đều sẽ kèm theo một cái bóng u minh, tạo thành hiệu quả gấp đôi. Thí dụ như là một đóa diễm hoa, dưới sự gia trì của âm dương đạo ảnh sẽ biến thành hai đóa. Nhưng mà hạn chế ở chỗ nó chỉ gia trì cho bí thuật bạch cốt đạo. Nếu như dùng trong hệ thống bí thuật bạch cốt đạo thì đương nhiên vô cùng cường đại. Nhưng mà cho đến nay, bí pháp bạch cốt đạo mà Khương Vọng đang nắm giữ chỉ có nhục sinh hồi hồn thuật và bạch cốt độn giáp. Nếu không cần dùng đến sự gia trì của âm dương đạo ảnh. Nếu nhục sinh hồi hồn thuật thêm một cái bóng, cũng là cứu hai người thì còn được. Bạch cốt độn pháp thêm một cái bóng thì như thế nào? Tiêu hao thọ nguyên gấp đôi. Để vừa chớp mắt là già chết ngay tại chỗ sao? Có điều bây giờ cũng không phải là lúc suy nghĩ đến hệ thống đạo thuật. Khương Vọng tiếp tục dùng lửa thần hồn thắp cháy Minh Trúc, dường như là đã kiên quyết đốt sạch trong một lần. Ngay lúc này, giống như có một tiếng thở dài phát ra từ sâu trong lòng. Tiếng thở dài đó nói, ta không có ác ý. Minh Trúc không hề chuyển động, nhưng bỗng nhiên thần hồn diễm hoa lại bị dập tắt. Quả nhiên Minh Trúc này có vấn đề. Trước đó mình quả nhiên đã bị ảnh hưởng. Dù rằng đã đoán trước, nhưng mà khi đối diện với thực tại, Khương Vọng vẫn không nén được sự kinh sợ. Mặc kệ là ai, biết ý thức mình còn có một sự tác động khác, đều không thể nào bình tĩnh. Ngươi là ai? Khương Vọng ngưng tụ sức mạnh thần hồn hỏi. Ta chính là ngươi. Giọng nói kiềm vang lên. Cho nên ngươi tạo ra diễm hoa như thế nào, ta liền có thể xóa bỏ nó như thế đó. Ngươi chính là ta. Khương Vọng không tin. Nếu như không phải giọng nói này có thể tác động đến thần hồn diễm hoa, thì hiện tại nhất định sẽ không có do dự mà đun cháy hoàn toàn Minh Trúc. Không biết chính ngươi có phát hiện không, nhưng ta sẽ nói cho ngươi một chuyện. Giọng đó nói, sử dụng bí thuật bạch cốt đạo sẽ bị bạch cốt tôn thần tiêm nhiễm. Sử dụng bí thuật bạch cốt đạo sẽ bị bạch cốt tôn thần tiêm nhiễm. Khương Vọng lạnh lùng nhại lại câu này một lần. Sức mạnh của một vị thần u linh, u minh chân chính là thứ mà ngươi khó có thể tưởng tượng. Mỗi một lần ngươi sử dụng bí thuật bạch cốt đạo thì cái loại tiêm nhiễm này càng sâu. Đến cuối cùng thì tất cả mọi người sẽ không thể thoát khỏi sự khống chế của thần. Đó chính là cách thần thống trị bạch cốt thần quốc. Lại tiếp tục nói, mà ta là một phần hồn của ngươi, là phần đã bị tiêm nhiễm, sống nhờ trong Minh Trúc. Ngươi là một phần hồn của ta sao? Khương Vọng cảm thấy mình giống như là đang nghe một câu chuyện hoang đường. Lần đầu ta ra đời là khi ngươi thi triển nhục sinh hồi hồn thuật cho Bạch Liên, hoặc ta phải gọi nàng là Diệu Ngọc. Cái này không quan trọng, Khương Vọng nói. Ngươi nói là ra đời? Không, nàng ta rất quan trọng, chỉ là bây giờ ngươi không chịu thừa nhận. Ta đã nói ta chính là ngươi. Ngươi có thể gạt chính mình,
nhưng không thể gạt được một người khác. Một đóa thần hồn diễm hoa xuất hiện bên trong thông thiên cung. Thái độ Khương Vọng rất cứng rắn. Đừng nói những chuyện nhảm nhị nữa. Nếu người không thể thuyết phục ta trong thời gian ngắn nhất, thì không ngại cứ thử một lần xem ai khống chế thần hồn này sâu hơn. Được rồi, ngươi đừng tức giận. Chúng ta không cần phải đấu tranh nội bộ. Ta đã nói không có ác ý với ngươi, thực sự cũng đúng như vậy. Không phải sao? Ngươi xem đi, ta chưa hề hại ngươi, ngược lại vẫn luôn cố để ngươi thoát khỏi nguy hiểm. Khương Vọng nói. Trong mắt ta, tác động đến suy nghĩ là ác ý lớn nhất. Nếu ngươi rất không thích việc này, thì ta xin lỗi. Ban đầu ta là vì không muốn dọa ngươi, nhưng mà lại không muốn ngươi gặp phải nguy hiểm. Suy cho cùng thì chúng ta là một thể. Ngươi chết rồi thì ta cũng chẳng thể sống. Vẫn là nói về sự ra đời của ngươi đi. Khương Vọng nói. Minh Trúc là chí bảo của Bạch Cốt Đạo, mà ta là phần thần hồn bên trong người bị Bạch Cốt Tôn Thần tiêm nhiễm. Ta không cách nào giải thích về sự ra đời của mình. Đó là việc phát sinh dưới cơ duyên xảo hợp. Lúc ta vừa ra đời cũng rất mơ hồ, nhưng mà Minh Trúc đã hấp thụ ta. Ta chiếm được không gian trong Minh Trúc, nên tránh được việc tranh đoạt quyền chủ đạo thần hồn với ngươi. Ít nhất Khương Vọng không thể không tin câu có thể tranh đoạt quyền chủ đạo thần hồn. Gã dập tắt thần hồn diễm hỏa chính là bằng chứng rõ ràng nhất. Nếu ngươi rất ghét cách gọi một người khác, ta là phân thần hồn trong ngươi bị Bạch Cốt Tôn Thần tiêm nhiễm, có thể xem là một tâm yểm của ngươi. Gã lại nói, ngươi có thể gọi ta là Khương Yểm. Khương Vọng nói, nhưng yểm là ác quỷ, chẳng lẽ bị Bạch Cốt Tôn Thần tiêm nhiễm còn có thể làm mộng đẹp được sao? Kẻ tự xưng là Khương Yểm nói như vậy. Lời này cũng là rất thẳng thắn. Hình như ngươi biết rất nhiều chuyện ta không biết. Vậy ngươi là ta thì không hợp lý. Khương Vọng nói. Sự ra đời của ta là bởi vì Bạch Cốt Tôn Thần tiêm nhiễm một phần thần hồn của ngươi. Cho nên ngoài những việc của ngươi, ta biết rất nhiều việc liên quan đến Bạch Cốt Đạo. Chẳng qua là nhờ sự tồn tại của Minh Trúc, cho nên ta mới tránh được việc bị Bạch Cốt Tôn Thần khống chế. Ngươi suy nghĩ cho kỹ đi. Chẳng phải những việc ta biết mà ngươi không biết đều dính líu đến Bạch Cốt Đạo sao? Dù là báo hiệu trước khi Bạch Cốt Tôn Thần giáng thế ở thành Phong Lâm, hay là sự sơ suất đối với Ôn Linh ở quận Xích Vĩ, đúng là đều có liên quan đến Bạch Cốt Đạo. Chỉ vậy, hình như còn chưa đủ thuyết phục ta. Khương Vọng lạnh nhạt nói. Vậy ta sẽ giải thích cách khác. Lúc đầu ta chỉ muốn lặng lẽ trốn trong Minh Trúc, mỗi lần hoạt động đều là vì cứu ngươi. Nếu như không phải là lần này quyết tâm muốn đốt hết Minh Trúc, thì ta cũng không có hiện thân. Minh Trúc là chí bảo Bạch Cốt Đạo, có thể để ta sống nhờ. Một khi không còn nó, ta nhất định phải trở lại hòa làm một thể bên trong thần hồn ngươi, biến thành một ta hoàn toàn mới. Ngươi tốt nhất nên nghĩ lại đi, ngươi chấp nhận cục diện đó sao? Chưa chắc ngươi có thể hóa thành một người với ta. Khương Vọng nói. Phải, có lẽ đó là một hỗn hợp toàn bộ ý chí của chúng ta. Một ta hoàn toàn mới, hay chỉ là thuần nhất là ngươi, ý chí của ta đều bị xóa đi. Khương Yểm nói. Hoặc có lẽ là chỉ đơn thuần ta cũng không chừng. Nói cách nghĩ của ngươi đi. Khương Vọng nói. Ta không tin ngươi chỉ đơn giản ở suốt trong Minh Trúc như vậy. Có lẽ ta nên nghĩ biện pháp tống ngươi ra khỏi Thông Thiên Cung. Xem ngươi ở bên ngoài có thể ảnh hưởng thần hồn của ta hay không. Chàng ngại nói thẳng. Ta đã có ý chí độc lập, đương nhiên không cam tâm vĩnh viễn trốn trong Minh Trúc. Trong Thông Thiên Cung nhỏ bé cả đời nhìn ngươi sống vui vẻ đặc sắc. Khương Yểm xem nhẹ sự uy hiếp của Khương Vọng. Cũng không biết là chắc chắn Khương Vọng tìm không thấy biện pháp tống khỏi Minh Trúc, hay là tin rằng Khương Vọng sẽ không chọn làm vậy. Gã nói thẳng. Suy nghĩ ta rất đơn giản, cũng muốn một cách thân thể của chính mình. Đương nhiên ta không cảm thấy ta có thể tranh được với ngươi, mà trên thực tế ngươi cũng không phải là lựa chọn tốt nhất của ta. Trong bãi tha ma có rất nhiều thi thể, nam nữ già trẻ xấu đẹp đều có. Những cái đó tất nhiên không được. Khương Nghiệm nói. Ta mang hơi thở Bạch Cốt Đạo mà sinh, cần một bộ thân thể của giáo chúng Bạch Cốt Đạo. Được rồi, ta nói thẳng vậy. Ta chỉ muốn thân thể Bạch Cốt Đạo tử, đương nhiên bây giờ nên gọi hắn là Bạch Cốt Thánh Chủ. Yêu cầu của ngươi cũng không thấp đâu. Nhưng ta là ngươi đó. Khương Vọng, ngươi cho rằng trong thâm tâm mình là một người được ngày nào hay ngày nấy sao? Ta không đồng ý thì sao? Giọng nói Khương Nghiệm lạnh đùng nói. Khương Vọng, ngươi nên hiểu rõ hơn chính mình.
tự hỏi xem ngươi khi nào thiếu dũng khí chọc nát ngọc đá cùng tan hay không. Ngươi đã tự nhận là một ta khác và rất hiểu rõ ta. Khương Vọng cười. Vậy còn tính uy hiếp ta sao? Chính bởi vì ta hiểu rõ ngươi, cho nên ta muốn cho ngươi biết, dù cho kết quả trận tranh đoạt thần hồn chúng ta là như thế nào, thì cuối cùng nó đều là bị trọng thương, vĩnh viễn không có hy vọng trên đại đạo. Thực tế đây mới là nguyên nhân ta vẫn luôn tranh chấp với ngươi. Ta tin ngươi cũng nhất định là bởi vì vậy mà không có tranh nữa. Khương Vọng im lặng. Hắn thực sự không thể phản bác lại lời này. Hoặc là nói hắn không cần phản bác vì đó chính là sự thật. Hắn một đường vất vả, chính muốn đi tới đỉnh cao, tuyệt đối không bao giờ muốn dừng lại. Khương Yểm lại nói. Khương Vọng, ta chính là ngươi. Ngươi chính là ta. Không có chiến hữu thân thiết, đáng tin hơn chính mình. Chúng ta là bạn, không phải là địch. Mình xin phép ngừng đây nha mọi người nhé. Và hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo.